Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay sẽ tiếp tục là một cái video trong cái series dạy học của mình. Thì trong giao dịch tài chính thì một cái điều mà mọi trader luôn luôn mong muốn đó là xác định được đỉnh và đáy của một xu hướng để sao cho chọn được những cái điểm mua, điểm bán tốt nhất và có thể có được cái lợi nhuận lớn nhất, đúng không ạ? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái công cụ có thể giúp chúng ta xác định được đỉnh và đáy của một cái xu hướng cực kỳ hiệu quả. Cái công cụ này nó có tên là Stochastic. Thì những cái bạn nào mà đã tham gia thị trường lâu năm thì các bạn cũng đã có thể nghe về cái công cụ này rồi. Tuy nhiên trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách chi tiết là cách ứng dụng cái công cụ Stochastic này trong giao dịch như thế nào, và mình sẽ lấy những cái ví dụ rất là cụ thể ở minh họa để hy vọng là giúp các bạn có thể nắm được cách sử dụng của cái công cụ này. Và nếu như các bạn là những cái người mới xem cái video này của mình thì các bạn là những cái người mà mới tham gia thị trường, các bạn có thể là cần sự support từ mình hoặc từ những cái admin có kinh nghiệm, thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram. Hiện tại thì kênh của chúng ta đang có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu cũng như là phân tích kỹ thuật, thì hàng ngày cùng với mình cùng với cả các admin thường xuyên update những cái tình hình của thị trường lên trên kênh Telegram này để giúp các bạn có thể cập nhật được cái xu hướng. Qua đó thì các bạn có thể tìm được những cái vùng mua vùng bán hợp lý nhất. Thì mình sẽ để cái hướng dẫn tham gia cái nhóm này ở cái phần mô tả của video. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp với các bạn thì các bạn có thể tham gia. Và đây là một cái nhóm mà hoàn toàn free. Mục đích của mình là muốn mở ra cái nhóm này để giúp cho các bạn có cái cộng đồng để các bạn có thể trao đổi liên quan đến cái công việc trading. Thì nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham khảo, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái thông tin cơ bản nhất về cái chỉ báo Stochastic để các bạn có thể hình dung một cách khái quát nhất cái công cụ mà chúng ta sắp tìm hiểu. Thì cái chỉ báo này có cái tên đầy đủ là Stochastic Oscillator, hay chúng ta còn gọi đơn giản là Stochastic, là một cái chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một cái hành vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Và nguyên tắc hoạt động của chỉ báo này là dựa trên tốc độ và động lượng của giá, và cái động lượng này thì luôn luôn đi trước giá. Đây cũng là cái cơ sở để chúng ta có thể sử dụng cái chỉ báo Stochastic để tìm ra được các điểm đảo chiều trong xu hướng. Đây là cái công cụ được các trader sử dụng thường xuyên để mà xác định được cái vùng mua và một cái vùng bán hợp lý. Đồng thời công cụ này còn có một cái tác dụng là xác định được cái xu hướng giá tiếp theo khi mà giá đang ở vùng quá mua hoặc là quá bán. Theo mình thì đây là một cái công cụ rất là hay, bởi vì trader nếu biết cách sử dụng nó thì có thể biết được giá đang trong cái xu hướng tăng hay xu hướng giảm, và đâu là thời điểm đạt đỉnh, cũng như là dự báo được cái thị trường sẽ đảo chiều như thế nào. Thì cái biểu đồ Stochastic này nó sẽ bao gồm hai đường. Một đường là phản ánh giá trị của Stochastic, hay chúng ta viết tắt là phần trăm K. Một đường là được tính theo SMA 3 phiên của phần trăm K, viết tắt là phần trăm D. Và các bạn có thể nhìn thấy đường màu xanh là đường phần trăm K, còn đường màu đỏ là đường phần trăm D. Cái công thức tính phần trăm K, phần trăm D thì các bạn có thể Google, hoặc là mình cũng đã có chia sẻ với các bạn ở trên màn hình, các bạn có thể xem xét. Và cái đường SMA thì nó là viết tắt của cái Simple Moving Average, hay còn gọi là đường trung bình động đơn giản. Các bạn có thể là không cần biết chính xác công thức này vì đã có những cái công cụ thực hiện việc tính toán cho chúng ta, và các bạn chỉ cần biết là các bạn sử dụng nó như thế nào thôi. Và từ cái công thức này thì chúng ta sẽ có thể phân biệt được phần trăm K là đường Stochastic nhanh, còn đường phần trăm D là đường Stochastic chậm. Sự khác biệt chính giữa hai đường Stochastic nhanh và chậm chính là ở cái độ nhạy. Đường Stochastic nhanh thì phần trăm K nhạy hơn so với cả đường Stochastic chậm phần trăm D trong cái việc mà xác định được cái sự thay đổi của hướng đi giá. Và nhìn vào công thức thì các bạn có thể dễ dàng giải thích được là lý do tại sao phần trăm K lại nhạy hơn phần trăm D. Chúng ta có thể thấy là phần trăm D được tính dựa trên bình quân của phần trăm K, nên là mức độ biến động giá mà phần trăm D thể hiện đã bị san bằng đi. Chúng ta có 3 loại Stochastic khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng trong giao dịch. Đó là Stochastic nhanh, Stochastic chậm và Stochastic đầy đủ. Đầu tiên là Stochastic nhanh thì cả Fast phần trăm K và Fast phần trăm D đều được tính theo cái công thức cơ bản như mà mình đã giới thiệu ở trên. Và loại thứ hai là chúng ta có thể sử dụng, đó là Slow Stochastic. Đối với cả loại này thì Slow phần trăm K sẽ bằng Fast phần trăm D, và Slow phần trăm D sẽ bằng trung bình động của phần trăm K. Sự khác biệt giữa hai cái stock nhanh và chậm có thể được giải thích bằng cái độ nhạy với cả biến động giá. Stock nhanh nhạy hơn so với stock chậm. Từ cái công thức gốc ta có thể thấy được là cái Fast phần trăm K mô tả sát với tốc độ thay đổi của giá. Đây có thể coi là cái ưu điểm của nó. Tuy nhiên thì điều này sẽ khiến cho đồ thị có thể bị giật
và tạo ra những cái tín hiệu sai trong các tình huống nhất định. Và do đó thì chúng ta sẽ cần làm miễn phần trăm K bằng cách là lấy trung bình động 3 kỳ của nó. Và đây chính là cái ưu điểm của stop chậm. Các bạn có thể thấy trên đồ thị rõ ràng là cái đường slow stop mượt hơn so với đường fast stop. Và nhìn vào đó thì chúng ta có thể thấy hơn rõ các tín hiệu của thị trường. Công thức cuối cùng và là cái công thức mà chúng ta sử dụng thường xuyên nhất đó là full stock. Full stock là sự kết hợp giữa cả fast stock và slow stock. Full phần trăm K được tính bằng trung bình X giai đoạn của phần của fast phần trăm K và full phần trăm D được tính bằng trung bình X giai đoạn của full phần trăm K. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt cái công cụ stock này như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mở TradingView lên và chúng ta sẽ vào cái phần Indicator Strategies and Economy. Các bạn nhập tên công cụ cần tìm vào thanh tìm kiếm. Ở đây chúng ta sẽ nhập là Stochastic. Chúng ta sẽ chọn Stochastic và công cụ sẽ hiện ra dưới cái phần biểu đồ giá như màn hình. Các bạn sẽ phải chỉnh lại một số những cái thông số của công cụ này. Chúng ta sẽ vào cái phần Format cài đặt và điều chỉnh thông số ở phần Input. Ở đây thì chu kỳ của phần trăm K mình sẽ để là 14, tức là lấy 14 cây nến. Còn phần trăm D mình lấy để 3, có nghĩa là trung bình động của 3 phần trăm K. Smooth mình cũng để là 3. Tiếp theo thì các bạn chuyển sang phần style để mà cài đặt cái phần màu sắc của đường phần trăm K và phần trăm D. Ở đây thì mình sẽ để đường phần trăm K là màu xanh và phần trăm D sẽ là màu đỏ để thuận tiện cho cái việc theo dõi. Chúng ta lưu ý chỉnh cái chỉ số ở vùng quá mua và quá bán về đúng là 80 và 20. Khi mà sử dụng công cụ Stochastic vào dự báo cái xu hướng giá thì ta sẽ cần quan tâm đến tương quan vị trí của giữa hai cái đường phần trăm K và phần trăm D. Trường hợp 1 là nếu như các bạn thấy là quan sát thấy là đường phần trăm K nằm trên đường phần trăm D và đồng thời hai đường ở cách xa nhau, gần như là chạy song song với nhau thì như thế này thì có nghĩa là giá đang ở trong xu hướng tăng. Và trường hợp 2 với cái đường phần trăm K nằm phía dưới đường phần trăm D và hai đường cũng chạy song song không cắt nhau như thế này thì các bạn có thể biết được thị trường đang trong xu hướng giảm. Phần áp dụng cái Stochastic để mà dự đoán được cái xu hướng không quá là phức tạp. Các bạn chỉ cần tập trung cho mình vào tương quan vị trí giữa hai đường là phần trăm K và phần trăm D là các bạn có thể ok rồi. Mình nghĩ là các bạn có thể dễ dàng áp dụng được cái công cụ này vào cái dự đoán đà tăng hay là giảm của giá. Một cái ưu điểm của công cụ này đó là nó sẽ khá là hiệu quả với mọi khung thời gian mà các bạn có thể sử dụng. Cả khung H1 hoặc là khung H4 đều cho những cái kết quả tương đối là chính xác. Và để giao dịch được với Stochastic, chúng ta sẽ có một cái kiểu giao dịch căn bản đó là các bạn chỉ cần chú ý đến điểm giao nhau của hai đường phần trăm K và phần trăm D. Khi mà đường phần trăm K cắt lên trên đường phần trăm D tại điểm nào thì chúng ta sẽ mua vào điểm đó. Các bạn có thể quan sát trên đồ thị, khi mà hai đường phần trăm K màu xanh và phần trăm D màu đỏ giao nhau và đường màu xanh chạy lên trên đường màu đỏ thì khi gióng lên trên đồ thị nến, chúng ta sẽ thấy là giá bắt đầu đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng và đây chính là lúc mà giá chạm đáy. Ngược lại, khi mà các bạn thấy là phần trăm K cắt xuống dưới đường phần trăm D tại điểm nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bán ra ở điểm đó. Chúng ta thấy tại điểm giao nhau của hai đường và khi đường phần trăm D màu đỏ nằm trên phần trăm K màu xanh như hình thì thị trường sẽ bắt đầu thay đổi cái xu hướng giảm và đây là lúc mà các bạn có thể bán ra ở đỉnh để kiếm được cái lợi nhuận tối ưu nhất. Chúng ta có thể giải thích được nguyên tắc này từ cái tính chất của công thức tính phần trăm K và phần trăm D như mình vừa đề cập ở đầu video. Cùng quay trở lại với công thức phần trăm K và phần trăm D thì ta thấy là phần trăm D được xác định là trung bình động của chỉ số phần trăm K. Khi mà một chỉ số cao hơn mức trung bình của nó, nghĩa là giá trị của nó đang tăng lên. Áp dụng tương tự với trường hợp của phần trăm K và phần trăm D thì khi mà phần trăm K nằm trên phần trăm D có nghĩa là giá đang tăng và ngược lại, phần trăm K nhỏ hơn mức trung bình của nó thì giá đang giảm. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái cách giao dịch đơn giản nhất với công cụ Stochastic. Tuy nhiên thì sẽ có một số những cái trường hợp mà các bạn sẽ nên lưu ý tránh nhầm lẫn khi trade với cả cái công cụ này. Trường hợp đầu tiên mà mình muốn đề cập đến đó là khái niệm về vùng quá mua overbought và quá bán oversold. Khi mà chúng ta nói đến cái công cụ này dao động trong khoảng giới hạn từ 0 đến 100 thì có hai cái bước mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm, đó chính là mốc 20 và mốc 80. Khi mà Stochastic có giá trị trên 80 có nghĩa là đi vào vùng quá mua hay gọi là overbought. Khi mà Stochastic nằm dưới đường 20 thì chúng ta đi vào vùng quá bán hay còn gọi là oversold. Sai lầm mà rất là nhiều người mắc phải là các bạn chưa hiểu đúng về ý nghĩa của vùng quá mua và quá bán. Và các bạn tưởng rằng là quá mua tức là lượng mua đang quá nhiều và quá bán tức là lượng bán đang quá nhiều. Với cái cách hiểu như vậy thì các bạn sẽ đặt lệnh mua ngay lập tức khi mà Stochastic đi vào vùng oversold, đúng không ạ? Và điều tương tự
có nghĩa là các bạn sẽ đặt những cái lệnh bán ngay lập tức khi mà Stochastics đi vào cái vùng overbought. Điều này thì sẽ khiến cho các bạn bỏ qua những cái cơ hội tốt để mà có thể giao dịch khi mà thị trường đảo chiều. Các bạn cần phải hiểu đúng ý nghĩa của hai thuật ngữ này là giá đang trên đà rất là mạnh. Khi mà chỉ số stock đi vào cái vùng trên 80, nghĩa là thị trường đang trong đà mua rất là mạnh chứ không phải là tình trạng quá mua như mà nhiều người lầm tưởng. Với cái chỉ số stock nằm dưới vùng 20 thì thị trường đang có một cái lực bán rất là mạnh, hay có nghĩa là số lượng coin đang bán ra rất là lớn. Việc thị trường đang trong đà mạnh ở hai vùng quá mua và quá bán thể hiện rằng là xu hướng của thị trường sẽ còn tiếp tục mạnh nữa trước khi đảo chiều. Chính vì vậy, khi mà các bạn hiểu sai ý nghĩa của vùng quá mua và quá bán thì sẽ bán trước khi mà thị trường đạt đỉnh hoặc là mua vào khi mà thị trường chưa chạm đáy. Chúng ta sẽ phân tích cái đồ thị này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa hai cách hiểu về vùng quá mua và quá bán. Các bạn có thể thấy là tại điểm này thì stock đang bắt đầu đi vào vùng quá bán, đúng không ạ? Nếu như các bạn hiểu sai thì sẽ mua luôn tại ở đây, trong khi thực tế thì giá nó sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn khi mà stock tiếp tục chạy dài trong vùng quá bán. Như vậy nếu như mua ở thời điểm này thì các bạn cũng đã bị lỗ một khoản. Điều tương tự ở điểm này thì stock đang bắt đầu đi vào vùng quá bán và tiếp tục chạy trong vùng đó một đoạn trước khi đi xuống. Khi mà stock đi vào vùng trên 80 và chạy trong vùng này khá lâu thì giá sẽ tiếp tục có cái xu hướng tăng mạnh trước khi đạt đỉnh ở đoạn này. Và nếu như bạn bán ngay từ lúc bắt đầu vào vùng quá mua thì bạn đã mất đi một khoản khá nhiều tương đối do bạn bán với cái giá quá rẻ. Mình mong là các bạn sẽ có thể hiểu hướng đúng hơn về những cái vùng quá mua và quá bán, và các bạn có thể sử dụng kết hợp những cái công cụ khác để chắc chắn hơn trước khi các bạn đặt bất cứ cái lệnh mua lệnh bán nào. Số cái công cụ có thể sử dụng kết hợp như là số đường trung bình MA, MACD, RSI có cái hiệu quả rất là cao trong việc chỉ ra khi nào mới thực sự là đi vào vùng quá mua và quá bán. Cách giao dịch hiệu quả của khi mà stock đi vào vùng quá mua quá bán đó chính là khi mà chỉ báo này bắt đầu đi vào vùng quá mua thì các bạn khoan, hãy bán vội và đợi đến khi stock đi xuống dưới mức 80 mà đường phần trăm K cắt xuống dưới đường phần trăm D như thế này, thì đây mới chính xác là lúc các bạn nên cân nhắc cái việc bán ra, và chúng ta nên đặt những công cụ khác cùng lên xem là đó có phải là tín hiệu tốt để mà đưa ra những cái lệnh bán hay không. Còn đối với cái vùng quá bán cũng tương tự như vậy, các bạn nên chờ đến khi mà thị trường, đến khi mà phần trăm K cắt lên trên đường phần trăm D và chỉ báo nằm trên mức 20 như thế này thì chúng ta mới nên mua vào hoặc là xem xét mua vào. Một cái dạng đặc biệt nữa mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Stochastics phân kỳ. Có nhiều bạn khi mà chưa biết trường hợp phân kỳ này đã đưa ra những cái quyết định giao dịch không hề chính xác. Vậy khi mà Stochastics phân kỳ xảy ra thì chúng ta nên ứng dụng như thế nào vào việc trading? Đầu tiên, để mà nhận biết được tính phân kỳ thì chúng ta sẽ dựa vào cả đồ thị giá và chỉ số Stochastics. Trường hợp 1, khi mà giá giảm, đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng mà chỉ số stock lại thể hiện rằng là đáy sau cao hơn đáy trước thì điều này báo hiệu một phân kỳ xu hướng tăng bắt đầu xảy ra. Với trường hợp này, chúng ta sẽ quyết định mua vào khi mà đường phần trăm K cắt đường phần trăm D tại cái đáy sau, đúng không? Là đáy cao hơn. Trường hợp 2 là khi giá tăng và giá đỉnh sau cao hơn giá đỉnh trước, trong khi mà Stochastics báo hiệu rằng là đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước. Đây là dấu hiệu của phân kỳ xu hướng giảm sắp diễn ra và các bạn nên xem xét các việc bán ra tại đường phần trăm K cắt xuống dưới phần trăm D tại đỉnh sau, tức là đỉnh thấp hơn. Đây là một số những cái minh họa trong cái trường hợp Stochastics phân kỳ. Ở hình này các bạn có thể thấy là giá đáy sau thấp hơn giá đáy trước nhưng mà stock thể hiện đáy sau cao hơn đáy trước. Và đây sẽ là trường hợp phân kỳ xu hướng tăng và chúng ta sẽ mua vào khi mà phần trăm K cắt lên trên đường phần trăm D như thế này. Sang đây là cái trường hợp phân kỳ xu hướng giảm. Các bạn thấy giá đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng mà cái chỉ số thì thể hiện đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Như vậy là chúng ta sẽ quyết định bán ra ở thời điểm phần trăm K cắt xuống dưới phần trăm D như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hành giao dịch với cả cái công cụ Stochastics. Đầu tiên thì để giao dịch theo cách cơ bản nhất thì chúng ta sẽ xác định được cái xu hướng giá. Như các bạn có thể thấy ở trên biểu đồ thì đường phần trăm K đang cắt xuống dưới đường phần trăm D và hai đường này đang chạy song song với nhau, là báo hiệu xu hướng đang là giá đang xu hướng giảm. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bán ra ngay tại điểm phần trăm K cắt phần trăm D, giá mà các bạn đang thấy cũng đang ở đúng đỉnh, và chúng ta mua vào khi mà phần trăm K cắt lên trên đường phần trăm D như thế này. Chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng tới với một cái thời điểm khác. Như ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ mua tại thời điểm Stochastics vượt lên trên mức 20 và phần trăm đang nằm và phần trăm K nằm trên đường phần trăm D, mức giá đang chạm đáy, và các bạn có thể bán ra ở điểm Stochastics đã ra khỏi cái vùng quá mua như thế này
đường phần trăm K cắt xuống đường phần trăm D là chúng ta có thể bán ra được rồi. Các bạn sẽ nhận thấy là chúng ta đang có cái dấu hiệu phân kỳ ở đây. Giá đang tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng mà chỉ báo chỉ hiển thị là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Vậy là chúng ta đã có một cái phân kỳ xu hướng giảm, và các bạn có thể bán ra ngay tại thời điểm đường màu xanh cắt đường màu đỏ và đi xuống dưới mốc 80. Các bạn quan sát thấy là sau cái thời điểm chúng ta bán thì giá đã lao dốc khá là mạnh, thậm chí là chỉ số stop còn chạy dài ở vùng quá bán. Hay như trong trường hợp này, stop chạy trong một vùng quá mua một khoảng thời gian dài, và nếu như một bạn nào hiểu sai về vùng quá mua quá bán thì sẽ nóng vội bán ra luôn khi hai đường này chỉ vừa với một mức 80. Trong khi đó rõ ràng là chúng ta thấy xu hướng giá còn tiếp tục tăng lên rất là mạnh trong vùng này và đạt đỉnh ở đây. Bạn nào hiểu sai thì sẽ bán như vậy và bị hụt đi mất một khoản lợi nhuận. Và nếu các bạn sau khi xem xong cái bài học này của mình thì sẽ biết là giá còn tăng lên nữa và sẽ đợi cho đến khi hai cái đường này cắt nhau và đi xuống dưới vùng quá mua thì chúng ta sẽ bán được và có được cái khoản lợi nhuận tốt hơn rất là nhiều. Việc chơi với cái chỉ số stochastic này khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần áp dụng những cái cách chơi mà mình đã nêu trên trong bài và chú ý những cái trường hợp đặc biệt là các bạn có thể chơi được rồi. Mình đã cung cấp cho các bạn một cách toàn diện nhất những cái kiến thức để mà có thể sử dụng cho cái công cụ stochastic trong giao dịch. Và mình mong là các bạn là thấy bài học này sẽ bổ ích và các bạn có thể áp dụng được nó trong cái công việc chơi của mình. Các bạn có thể là chưa thực hành thành thạo được trong ngày 1, ngày 2 đâu, nhưng mà bạn có thể xem lại cái video của mình nhiều lần và hãy ứng dụng những cái lý thuyết này vào trong giao dịch thực tế, thì kết hợp cùng với cả những cái công cụ khác mà mình chia sẻ với các bạn thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có thể nắm được cái cách sử dụng cái công cụ stochastic này là sao cho có thể đem lại được lợi nhuận tốt nhất cho bản thân mình. Đó là tất cả những cái nội dung chính trong cái video ngày hôm nay, và hy vọng là cái video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Nếu như các bạn còn bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cái công cụ stochastic, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục có những cái video trong cái series dạy học của mình, để hy vọng là các bạn sẽ nắm được và thành thạo được những cái công cụ để giúp các bạn giao dịch tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.